quay trở lại với video tiếp theo của mình. Và hôm nay mình mới gọi là hôm nay có người rồi. Hôm nay có người nên mình xe đem con xe nào đường nhé các bạn. Bugatti Chiron. Đây mai nó đuổi đường mới thì được chứ không không người không đi đâu. Đấy nhá. Tiếng Anh nhá. Câu tiếng Anh đấy. Tiếng Anh nhá, tôi tưởng go good. Cái dốc này hơi là vực sâu ấy các bạn. Anh nhẹ đây, đấy. Dốc luôn. Đây. Dốc này rất là nguy hiểm các bạn. Đây đây, ngoài cổng sao? Kia các bạn đang đang xuống dốc này. Nằm nát cơ bắp phân chó. Thanh niên này. Chậm chậm thôi, đi nhanh này, đó. Quay đi nhá. Tôi là đi cái này là không sợ tai nạn đâu nhá. Nhưng cứ bảo vui. Giống là quá hoang mang. Kính chưa? Tôi muốn phải cắt dây chứ. Dây chuối nhá. Mệt à. Đi Bugatti gì mà lại thở như cún vậy. Lùi lại nha. Lùi nha. Go go go. Go go go. Cái này giống đi nước càng là thả lắm. Đi xuống. Ô tô nha. Đánh gạt vào đường đi, đánh gạt vào đường đi. Chú xe bình thường, chú xe mà mát tải chở hàng, mát chở đồ. Đó. Máu.
xe tải đi qua, chờ xe tải đi qua, bọn mình tiếp tục đi nhá. Tiếp tục chứ Hưng. Làm tiếp làm tiếp lại nữa không? Anh đây là kết cục của đi siêu xe các bạn ạ. Cảm giác đi siêu xe đó. Đẩy nó đi. Không. Mấy ông bảo đi siêu xe sướng lắm nhưng thực ra không sướng đâu. Sướng lắm. Ôi được rồi. Hết dốc rồi. À, chưa điệu. Bố còn nùng các bạn á. Đây. Đẹp không anh? Đẹp à? Dạ. Anh cho tí làm đoạn không? Tôi là thanh niên đội mũ xanh nhưng mà đi là chạy như là may tôi là chân đường trời chứ rồi chuẩn bị đem lên bệnh viện cấp cứu. Trước chết cả. Đúng đấy, đúng đấy. Nhớ đó, quay về đâu. Lại không có ai. Cười hả? 15 chứ lắm. Chắc không quá. Dạ. Đánh nhanh chưa? Khá là ok đấy các bạn ạ. Ok ạ. Bugatti Chiron. Đứng lại, cầu cành. Kích thước cũng gần bằng. Tiền tư quý đấy. Ôi sao chết. Nhìn kết quả này nè. Miền Đức ăn 5 con 6 là phối tiền đấy phải không? Mệt không? Mệt. Em thấy mệt đâu. Tôi để xuống. Tôi về các bạn ơi. Go. Rồi đún nhau về đi. Vào lái đi. Đấy. Anh chơi bờ trước đã. Đi luôn chứ. Ôi cái này xuống tay chân đâu. Đâu làm gì hướng? Nào, về nhà. Bẻ lái mạnh đâu mày. Yeah.
Bày đi đâu một bầy một đèn kiếm.